cấm chụp hình, gọi điện ghi âm. Cô y tá, tình hình anh ấy sao rồi? Nhiều chỗ bị gãy xương, làm tổn thương các cơ quan nội tạng dẫn đến mất máu quá nhiều. Hiện chúng tôi đang thực hiện truyền máu. Hơn nữa, mạch bệnh nhân rất yếu. Hiện tại vẫn chưa thể qua cơn nguy kịch được. Của bệnh nhân đó. Cầu trời khấn Phật, cầu trời khấn Phật. Trang sức Paradise đã đủ hết rồi. Ok, cảm ơn anh. Dạ. Go. Về nhà rồi chúng ta nói. Ở đây không tiện nói đâu. Xe của Nai đã rơi xuống vực. Không đâu, anh đây đang lừa em. Em sẽ biết là anh có nói thật hay không. Anh chỉ tới đây để nói với em, Nai khó mà qua được. Cho dù có qua thì cũng liệt nửa người. Em còn thời gian để lấy lòng anh đó. Không chừng anh sẽ tha thứ cho em. Em không cần làm người phụ nữ đã ly hôn thê thảm đâu. Anh cho người giết Nai sao? Nếu như Nai mà xảy ra chuyện gì thì anh cũng phải ngồi tù đó anh đi. Không, không phải người của anh làm. Là Nai xảy ra mâu thuẫn với bọn xã hội đen địa phương. Anh chỉ hên thôi. Em suy nghĩ chuột kỹ đi. Nhờ cậu đó giúp. Chú Sắc Đa, anh đây. Biết rồi. Bây giờ chỉ biết cầu nguyện cho Nai không có gì thôi. Chắc chắn là không phải do người của con đâm vào nó chứ? Chắc chắn mà. Chad đã đi điều tra rõ ràng và người đó tên Phu Phả. Hắn đang có mâu thuẫn với Châm Chân và Nai. Hơn nữa Chad cũng nói với con, thằng Nai và Châm Chân có vẻ rất quan tâm tới nhau. Hình như là có tình cảm với nhau. Con nhỏ Châm Chân ngồi tù đó hả? Chính là cô ta. Chắn. Tình hình anh Nai làm sao rồi? Chắn. Y tá nói anh Nai hiện giờ vẫn chưa qua cơn nguy kịch.
Đừng vậy mà Trăng. Bố, còn tình hình cậu sao rồi? Vết thương của mình ổn rồi, không sao đâu. Cậu không nên vì mình mà mạo hiểm như vậy đâu bố. Mạng sống của cậu rất quan trọng, rất quý giá với nhiều người. Nhưng còn mạng sống của mình thì không có ý nghĩa với ai hết. Mình chết đi cho xong. Cậu đừng làm như vậy với mình. Cậu đó, cậu rất quan trọng đối với mình. Cậu còn nhớ không, hồi mình còn nhỏ, mình rất nhát gan, lại còn rụt rè nữa. Mọi người đều bắt nạt mình, chỉ có cậu là luôn bảo vệ cho mình. Vậy mình trở thành một đứa trẻ tốt. Hai chúng ta là bạn mà Chăng. Chăng biết chưa? Bụi Tông à, cảm ơn cậu, cảm ơn anh. Chăng à, kiên cường lên. Ê, bác sĩ ra rồi kìa. Bác sĩ, tình hình anh Nai sao rồi? Tình hình vẫn còn rất đáng lo ngại. Nếu có điều kiện thì tôi khuyên nên chuyển bệnh nhân tới bệnh viện lớn hơn để điều trị. Ở đó sẽ có đầy đủ thiết bị hơn. Tôi vừa gọi cho ông Sạc Đa. Ông ấy hy vọng có thể đưa anh Nai quay về Bangkok càng sớm càng tốt. Tôi cũng đi theo nữa. Ông chủ. Này đâu? Bác sĩ đang chuẩn bị làm phẫu thuật. Ai đợi ở đó? Dạ là cô Châm Châm. Anh nhất định phải kiên cường vượt qua chị em anh ơi ạ. Em thà chết thay anh chứ không muốn thấy anh như vậy đâu. Nếu anh có mệnh hệ gì thì sao em sống tiếp anh này? Không phận sự miễn giảm. Đây là dây chuyền Queen Mary. Cảm ơn cô rất nhiều. Dục. Đây là số thù lao còn lại. Tôi đã cho cô thêm một phần nữa. Cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tôi không thể nhận tiền này đâu. Anna đã giải quyết nợ giúp tôi, từng đó đã hơn thù lao rồi. Nhưng đó là chuyện giữa cô và Nai, còn đây là thỏa thuận giữa hai chúng ta. Cô cứ nhận lấy đi. Cảm ơn chú. Rốt cuộc đã có chuyện gì? Sao Nai ra nông nổi này chứ? Vậy anh Nai cứu tôi khỏi tay Phu Phả. Phu Phả? Chính là người đâm Nai rớt xuống vực đó sao? Phu Phả luôn căm hận anh Nai vì anh Nai đã giúp cho dân làng trả nợ hết cho hắn. Khoan đã, Nai giúp họ trả nợ bằng cách nào chứ? Vì sự ngu ngốc của tôi mà ra.
người tốt như anh Nai đã vì tôi mà gặp biết bao nhiêu rắc rối. Tôi thật không ngờ lại có người chịu giúp tôi tới mức này. Từ bây giờ tôi nợ anh ấy một mạng. Sau này nếu cần tôi làm gì thay cho anh ấy thì cứ nói với tôi, tôi bằng lòng làm mọi việc. Bệnh viện biên giới. Cảnh sát tới bắt ba tôi sao? Dạ anh, cảnh sát đã điều tra ra người đã bị hổ cắn chết ở trong rừng trước đây là bị ông chủ ép phải vượt biên qua bên đó. Nhưng ông chủ đang được điều trị nên cảnh sát cử người trong rừng phòng khi bỏ trốn. Nhưng mà tôi vừa mới gây rắc rối cho thằng này. Tôi nghĩ với những mối quan hệ của ba tôi thì chắc chắn sẽ cứu được tôi. Trước mắt chắc là khó. Nếu anh không muốn bị bắt thì phải trốn ngay. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ, tình hình sao rồi? Tôi đã tiến hành mổ để khâu tất cả vết thương nguy hiểm bên trong rồi. Bệnh nhân bây giờ đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn cần phải theo dõi trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vì tình trạng của bệnh nhân cần phải được quan sát mọi lúc. Có rất nhiều vết thương rất sâu, lại mất quá nhiều máu nên có thể gây ra nhiều biến chứng. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông. Đêm nay chắc không có gì phải lo rồi. Cô về nghỉ ngơi trước đi, mệt mỏi cả ngày rồi. Cô nghỉ ở chỗ nào vậy? Có cần tôi tìm một chỗ giúp cô không? Dạ không cần đâu, tôi tự chăm sóc cho mình được. Xung quanh bệnh viện chắc sẽ có nhà trọ rẻ, tôi sẽ ở tạm đó vậy. Tùy cô thôi. Dốc, gọi nước ngọt đi, tôi vào thăm Nai đi. Dạ ông chủ. Ngày mai em sẽ lại tới đây thăm anh nha. Dạ được.
Vậy làm phiền các anh nha. Cảnh sát bên đó thông báo là họ đang ráo riết truy bắt Phu Phả để điều tra. Tốt. Nói họ phải bắt được hắn, sau đó truy cứu tới cùng cho tôi. Dạ được. Ý, Rau, sao tới muộn quá vậy? Con vừa đi bàn công việc với khách. Con muốn tới thăm Nai lâu rồi, nhưng mà bận quá con không đi được. Nai đang nằm ở đâu vậy? Đang nằm bên trong. Con vào trong được không? Cứ vào đi. Nai. Anh ông và Đê chắc sẽ thất vọng lắm, vì Nai vẫn còn sống. Giống như lời chú đã từng nói, con chọn sai người rồi. Nhưng cô đã lựa chọn rồi, thì phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình chứ. Con biết chứ. Con không còn tư cách ở bên cạnh Nai nữa. Đúng. Bởi vì Nai cũng đã lựa chọn một người khác ngoài cô rồi. Đừng. Đừng chết. Đừng hại chân. Chôm chân. 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 Rau à, nếu như tôi muốn cô đứng ra làm chứng, chứng minh anh ông và Đê đã cho người đi giết Nai, thì cô sẽ giúp cho Nai chứ? Dạ tất nhiên rồi. Con đã biết rõ là từ trước tới giờ con đã đứng nhầm chỗ rồi. Con muốn bù đắp lại. Rất tốt. Vậy đợi khi Nai khỏe lại, chúng ta sẽ hợp tác bắt kẻ xấu. Dạ. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Vậy con đi về trước nha. Cảm ơn cô. Ông chủ à, chúng ta thực sự có thể tin tưởng cô Rao hay sao? Không được. Người phụ nữ này giống như cơn gió vậy, có thể đổi hướng bất cứ lúc nào mà cô ta thích. Tôi đề nghị cô ta hợp tác bắt tay giải quyết anh ông và Đê, vì muốn cô ta không cảnh giác, tưởng tôi chấp nhận. Chúng ta còn phải lợi dụng cô ta nhiều. Sợi dây chuyền mang lại may mắn, vừa đáng yêu lại dễ phối đồ nữa. Ai muốn có được tình yêu, thành công, mạnh khỏe, muốn tránh khỏi tai họa thì nhất định phải xem. Mời mọi người qua đây xem đi ha. Cô muốn xem gì nào? Tôi muốn sợi dây chuyền may mắn tặng người bệnh. Cho hỏi cô, tặng bạn trai hả? Phải.
vậy phải lấy đá may mắn. Đây nè, viên đá này đó, nó có thể tạo ra sức mạnh tình yêu cho người đang yêu. Vì sức mạnh của tình yêu rất mãnh liệt, có thể khiến bạn trai cô bình an và khỏe mạnh, tránh thoát khỏi mọi nguy hiểm. À phải rồi, còn nữa đó nha. Đặc điểm đặc biệt của viên đá may mắn cũng có liên quan tới mặt trăng. Nếu muốn sự bảo vệ hoặc sức mạnh của chòm sao, để bệnh nhân phục hồi cơ thể khỏe mạnh thì cô hãy cầu nguyện dưới trăng vào đêm trăng tròn, cầu nguyện cùng với viên đá giống như đêm nay. Được, vậy tôi sẽ lấy viên đá mặt trăng này. À, được. Tôi muốn mua dây để đeo viên đá vào. Tôi muốn tự mua giày thắt nó. À, cô muốn tự bệnh sao? Được chứ, được. Khách sạn Si Ẩm. Cho tôi thuê một phòng. Dạ được. Cô muốn thuê phòng loại gì? Cho tôi một phòng có ban công. Dạ được, cô ký tên ở đây giùm tôi đi ha. Bệnh nhân được ngưng thở gấp, hít thở khó khăn, nhịp tim của bệnh nhân rất khác thường. Bác sĩ mau tới phòng chăm sóc đặc biệt đi. Người giống như em chỉ có thể làm điều đơn giản này cho anh mà thôi. Nhưng em nhất định sẽ thật thành khẩn, hy vọng nó sẽ giúp được anh phần nào. Em sẽ làm tất cả mọi thứ để giúp cho anh. Anh này, anh Nai khỏe lại. Anh Nai khỏe lại. Anh Nai khỏe lại. Chuẩn bị máy cho tim đi. Dạ được. Em đi đâu mà về trễ vậy? Em đi bàn công việc với khách, sau đó đi thăm Nai. Em còn rất yêu Nai có phải không? Nên em hôn hắn trong lễ cưới của chúng ta. Đúng vậy. Nhưng điều đó không quan trọng. Em đã chọn anh đi, cho nên em mới kết hôn với anh mà. Nhưng anh muốn chung sống với một người yêu mình. Vậy thì anh hãy yêu em nhiều hơn nữa đi. Yêu em, chiều chuộng em,
không xem ai khác quan trọng bằng em. Một ngày nào đó em sẽ yêu anh Đê thôi. Anh Đê à, em đau đó. Em cũng biết đau, nhưng nỗi đau đó không bằng nỗi đau trong lòng anh. Trước giờ anh luôn tin tưởng em, yêu thương em tuyệt đối. Từ khi anh quen biết em chưa từng có người nào khác. Vậy còn em, sao lại đối xử với anh như vậy? Buông ra. Nếu như anh cảm thấy đau khổ như vậy thì anh hãy ly hôn đi. Ly hôn? Đúng đó. Ly hôn thì sẽ đúng ý cô hay sao? Nằm mơ đi. Tôi sẽ không bao giờ ly hôn đâu. Cô muốn kiện thì cứ việc đi kiện. Lúc ở nhà cô sẽ được thấy video của mình và Nai. Tôi sẽ kiện ngược lại. Cô sẽ thành người bị chồng ly hôn và sẽ không được chia một đồng một xu nào hết. Anh đi, anh quay lại đi, quay lại nói cho rõ ràng đi. Nếu anh đã không yêu tôi thì ly hôn đi. Hôm nay tình hình anh ấy sao rồi cô? Trạng thái bệnh nhân cơ bản rất là tốt, nhưng mà hiện vẫn chưa có ý thức. Dạ cô y tá à. Chuyện là tôi muốn đeo sợi dây may mắn này lên tay của anh ấy, không biết có được không vậy? À, không có sao đâu cô. Vậy tôi xin phép nha. Dạ. Anh Nai, đây là đá may mắn đó. Nghe nói là viên đá này có sức mạnh liên kết với mặt trăng. Nó giúp cho những người yêu nhau tới gần nhau. Vậy thì anh sẽ biết là em luôn bên anh. Phải mau tỉnh dậy nha anh Nai. Bác Phong. Alo. Tôi đi ra ngoài mua ít đồ giúp cho người dân, mới biết là cô để lại số điện thoại cho bác Phong. Nhưng mà cô, đào đâu ra số điện thoại vậy hả? Hả? Không phải là cô lại đi lừa ai đó chứ? Là chú của Nai cho tôi ít tiền nên tôi dùng để mua điện thoại đó. Vậy mới gọi được cho bố hỏi chuyện. Nhưng
tình hình Bùa thế nào rồi hả Tối? Ôi, mấy ngày nay Bùa cứ hay sốt lắm, cô ấy vẫn chưa đi làm được. Vậy nên ba mẹ của cô ấy tới làm việc ở nông trại thay cho cô ấy luôn. Ơ, Trăng à, tối qua có phóng viên, họ đã tới tận làng của chúng ta đó, hỏi về quan hệ giữa cô và Nai là cái gì nữa đó. Đúng đúng. Nè, họ cũng tới phỏng vấn tôi nữa, hỏi Trăng và cậu Nai có quan hệ gì. Vậy bác Phong trả lời sao hả? Ờ, vậy bác Phong trả lời thế nào vậy? Tôi đâu có trả lời nhiều lắm, chỉ nói xíu thôi à. Bác Phong nói ít thôi. Trăng nói Nai là ông chủ của cổ, nhưng lúc ở riêng á, chắc bọn họ không có phải quan hệ ông chủ gì đâu. Vì hình như hai người họ rất là quan tâm tới nhau. Với lại cậu Nai còn mạo hiểm cả tánh mạng để thi đua xe với Phu Phả giúp cho Trăng trừ nợ nữa. Tôi muốn biết lý do tại sao Châm Trăng lại mất nợ dân làng. Bởi vì cô ấy và bạn trai cũ Bon. Ê, Trăng và Bon. Trời ơi. Bạn trai cũ cô ấy trước đây là lừa đảo, lừa tiền người dân ở trong làng này nè. Cô Châm Trăng từng làm nghề lừa đảo sao ta? Ê, nhìn cô ấy không có giống loại người đó. Ừ, đúng vậy. Xem đi, mọi người đều bị lừa, gần như tán gia bại sản, tới nhà cửa cũng thế chấp. Châm Trăng lừa người dân như vậy, sao không báo cảnh sát bắt cô ấy? Ui, ban đầu cũng tính báo cảnh sát bắt đó, nhưng cậu Nai á đã giúp trả nợ. Đúng vậy. Vậy tin tức cậu Nai hẹn hò với Châm Trăng dẫn tới việc tranh chấp, đụng chạm với giang hồ địa phương ở vùng đó, xem ra là thật rồi. Người phụ nữ này bị cậu Nai tự tay tống vào tù vì tội lừa đảo, sao giờ qua lại với cô ta được? Tôi nghĩ nên chờ Nai tỉnh đã, rồi nó sẽ giải thích với chúng ta chuyện này sau. Đợi tới khi nào nữa hả chú? Ngày mai, vào tuần sau, hay là tháng sau vậy? Chúng ta đợi tới khi mà khách hàng bỏ đi hết hả? Chính sách của công ty chúng ta do chính tay anh Phum đặt ra là muốn sự trung thành. Từ khi tin này được truyền đi, rất nhiều khách hàng gọi tới hỏi làm sao họ có thể tin tưởng được kim cương của công ty chúng ta là hàng thật. Nếu công ty mà chúng ta đã vận hành mười mấy năm nay phải đối mặt với nguy cơ vì Nai đang qua lại với người từng ngồi tù thì chúng tôi không đồng ý đâu. Của cô đây. Cảm ơn cô. Nhìn kìa, Châm Trăng đó, nhìn đi. Trông xinh vậy mà, đúng là không ngờ được ha. Ừ, mạng xã hội nên vạch trần mấy kẻ lừa đảo này chứ. Phải đó, ai biết được chứ. Không thể nhìn bề ngoài mà. Ừ, thôi, mình ăn đi. Ừ. Ừ, đúng rồi. Ăn mau đi. Chuyện đó bí mật quá mà làm sao mình biết được. Đúng không? Ăn đi. Úi, rơi viết kìa. Cô ơi, làm rớt ví tiền nè. Dạ, cảm ơn chị. Ờ, chúng ta phải cẩn thận một chút. Thời bây giờ, xung quanh nhiều ăn trộm lắm. Nhớ phải cẩn thận đó nha. Cảm ơn chị nha. Ăn đi chị. Ừ. Nè, ăn rồi đi thôi. Nếu hồi nãy mà mình không nhìn thấy á. Đúng rồi đó chị. Ừ. Nhẫn của chị đâu? Chị đem cất đi rồi. À, được rồi, mình ăn nhanh lên. Mình đã hối cải sửa sai rồi mà, mọi người không để cho mình cơ hội sao? Sao mà họ cứ nhìn mình chậm chậm như mà là động vật nguy hiểm vậy chứ? Xin cô trả lời phỏng vấn. Đúng đó, cô trả lời vậy thôi. Dạ.
chuyện cô và anh Nai hẹn hò với nhau có phải là sự thật hay không? Có phải là thật không? Sao lại hỏi chuyện này chứ? Vì tất cả mọi người rất quan tâm chuyện này. Kẻ lừa đảo bị cậu Nai phát hiện và tống vào trong tù trước đây. Rồi cuối cùng tại sao hai người yêu nhau? Hai người đang hẹn hò với nhau thiệt không? Có phải vậy không? Hai người hẹn hò có phải không? Không phải là vậy. Hai người hẹn hò, cô nói vài lời đi. Nai có quan hệ gì vậy? Xin lỗi mọi người, xin lỗi mọi người, xin lỗi nha. Cô Châm Chăng sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Mời mọi người tới công ty trang sức Paradise trong buổi họp báo vào ngày mai, để cô Châm Chăng sẽ nói rõ hết tất cả. Xin mời. Xin lỗi đã. Đợi đã. Chúng tôi đi trước đi. Nè, khoan đã. Sao vậy chứ? Làm sao vậy? Làm sao đấy? Không cần. Sao lại như vậy? Bây giờ phỏng vấn được gì cần? Hồi nãy anh nói với họ ngày mai tôi mở họp báo. Là họp báo gì vậy hả? Sao tôi không biết gì hết? Ông Sạc Đa kêu tôi đón cô tới công ty. Ông ấy sẽ đích thân giải thích mọi chuyện với cô. Chúng ta đi thôi. Xin mời. Dạ. Cậu đang đưa Châm Chăng tới có đúng không? Dạ phải thưa ông chủ. Được, mau lên. Mời vào. Mẹ và anh Đê đã đi bàn công việc với khách hàng, hôm nay sẽ không tới công ty. Chú có chuyện gì cần bàn riêng hay sao mà kêu con đợi họ rời đi rồi mới báo chú? Châm Chăng đang trên đường tới đây. Châm Chăng? Tôi có việc cần bàn với cô ấy. Tại sao chúng ta không hẹn ở một nơi khác? Nếu như hội đồng quản trị biết thì chắc chắn họ sẽ bất mãn. Nghe đây, tôi muốn để Châm Chăng tận mắt nhìn thấy tại sao Nai lại yêu nơi này. Tới nơi rồi. Đây là công ty trang sức Paradise của cậu Nai. Mời cô đi vào trong. Ông Sạc Đa dặn cô chở máy ở đây. Tôi xin phép được đi trước. Dạ. Đẹp lắm có đúng không? Dạ. Mỗi viên kim cương ở Paradise này đều vô cùng tỉ mỉ và xinh đẹp. Thế mạnh của trang sức Paradise không chỉ là vì chất lượng vượt trội của sản phẩm, mà còn là uy tín mà công ty đã gây dựng bấy lâu, nhất là của những người thuộc quản lý cấp cao giống như này. Không lâu nữa thì vị trí chủ tịch của A Nông sẽ đổi chủ và thay thế một người khác. Chúng tôi sẽ đón chủ tịch mới. Và tôi luôn mong muốn người đó chính là Nai. Nai cũng mong muốn được quản lý và phát triển sự nghiệp mà ba mẹ của mình đã vất vả đánh đổi nhiều thứ để gây dựng nên. Nhưng mà chuyện giữa cô và Nai sẽ khiến cho mọi thứ tan biến. Ý của chú muốn nói là tôi và anh Nai không nên yêu nhau có đúng không? Tôi không yêu cầu cô chia tay với Nai, mà xin cô giúp đỡ thôi.
Thời gian này chúng tôi cần cô giúp đỡ giữ hình tượng cho Nai, khôi phục lại uy tín trước đây của thằng bé, giúp Nai có được vị trí chủ tịch. Sau đó thì chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách để tất cả mọi người quên đi quá khứ của cô. Vậy tôi nên làm sao đây? Cô cần mở họp báo, khiến cho mọi người tin rằng cô và Nai không hẹn hò với nhau. Thời gian này cô không nên tiếp tục gặp Nai nữa, cũng đừng tới bệnh viện để thăm thằng bé. Đợi cho mọi chuyện lắng xuống rồi tới thăm sau.